Có rất là nhiều bạn nhắn tin qua email của mình hỏi là mình làm bằng cái phần mềm gì. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn á là mình sử dụng phần mềm iClone 7 để mình làm những cái hành động nhé, làm những cái hành động. Và bây giờ mình sẽ đó, đây là những cái hành động cũng giống như là một cái nền xanh giống như là cỏ, thấy không? Đó, đây là những căn nhà vật trang trí đá rồi vân vân để mình trang trí vô trong cái kênh của mình. Đó, ví dụ bây giờ mình muốn dựng nhanh đúng không, cái nhà này mình xem đúng không, là cái nhà lớn này đó, bên đây đó, thì mình xem xung quanh cái nhà lớn này, các bạn thấy không? Đó, mình xem xung quanh cái nhà lớn này đó. Các bạn muốn mà bấm xem bất cứ một cái bậc gì trong đây thì các bạn, nói chung là cái phần mềm này nó có rất là nhiều cái để nói, nhưng mà mình nói mấy cơ bản thôi đó, thấy không? Rồi, ở bạn hỏi mình là người mình muốn di chuyển làm như thế nào? Thì ví dụ như mà các bạn phải có một bộ sưu tập riêng cho tất cả các bạn. Chẳng hạn như đây nha, mình sẽ có một bộ sưu tập riêng của mình ở đây đó. Chẳng hạn như đây đúng không? Là những cái người và hành động Batman vân vân. Đây là cái búp bê cái gì Squid Game. Ví dụ đây nha, giờ mình sẽ cho một người vô nha. Đây, kéo vô. Đó, là cứ coi như giờ mình đợi đó, ok chưa? Giờ mình đã có thằng người đúng không? Đó. Thì bây giờ mình muốn nó đi á, thì mình muốn nó đi mình làm như thế nào? Ok, rồi bây giờ ví dụ nha, mình sẽ chọn một hành động. Bây giờ mình sẽ kiếm hành động nha. Đây, hành động thì nó nằm ở đại bàn một xíu nha, mình sẽ kiếm đây. Mình sẽ trở về nè. Hành động monitor. Ok, tức giận. Ok, đúng không? Tức giận. Chú ở phía trước đây. Ví dụ đây là một cái hành động đúng không? Mình kéo vô. Chú ở phía trước nè. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bấm cái con này mình xem nha. Đây là cái rồi. Thôi mà coi trong đây, đi ha. Cho các bạn dễ nhìn dễ hiểu. Đại siêu nó nhiều quá nó vậy đó. Editor đâu ta? Đây đây đây. Rồi, là coi như ông này. Bây giờ đó thấy không? Hành động chuối đầu, nói chung là tùy mình sẽ note cái hành động này này nó như thế nào vậy nè. Đó. Bây giờ mình sẽ cho này nó lớn ra đó, chỉ bằng phím các bạn thấy đánh dấu cộng và dấu trừ nha. Rồi đó, như là bật bật xuống như vậy thì đó là những cái hành động của nó. Ví dụ bây giờ mình sẽ kiếm hành động khác nha. Tức giận đúng không, bây giờ mình sẽ bỏ hành động đi. Sau khi chuối đầu xong đúng không thì tức giận đi, mình sẽ khai đèn cái đi. Ok chưa? Mình qua một phim đây cũng được rồi. Ok, giờ thêm tức giận đậm tí xíu nha, máy mình mở nhiều nó hơi lag. Còn như đó như này nè, chú đầu xong cái tức giận đó, kiểu như đập vào tay một cái đúng không? Nó còn rất là nhiều hành động khác nữa, các bạn có hành động nữa các bạn cứ thêm vô. Bây giờ mình sẽ kiếm một hành động khác nha. Ở đây nhiều hành động lắm, hành động Batman trang trí để coi. Hành động đây, hành động mình lọc rồi. Chẳng hạn như là cầm súng chào, ô chào đi ha. Ok, chào ở đây thì mình sẽ nhỏ lại đó. Bây giờ mình sẽ sau khi chuối xong đúng không, bây giờ tới chào nè. Rồi ok, chào. Ok, chuẩn bị chào là tới đây nha. Đó, có để là mình khay nó từng điểm nha. Bây giờ mình sẽ bấm cái con này, mình vô lên. Đây đây. Đó, đây. Đó, mình coi cho rõ nha. Rồi, lại nha. Bye bye. Ok, bây giờ mình sẽ xóa hành động của nó. Xóa hành động của nó. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm một hành động khác thực tế hơn nha. Bây giờ mình xóa cái này đi. Bây giờ mình sẽ kiếm một hành động nào khác thực tế hơn. Hành động mà đứng thủ vỗ tay chạy cho ta. Hứa chạy cả C ở đây, chạy đây. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ kiếm một hành động chạy đây. Ok chưa? Mình chạy được, nó có một cái loại chạy hai tay phía trước nè. Chạy nói chung là mình nhìn tấm hình đây đúng không? Là bạn thấy tưởng tượng ra đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ chọn cái tấm hình chạy bằng hai tay phía trước đi. Đó, thấy không? Có nghĩa là quá sợ hãi đúng không các bạn, thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ thử lại nha. Bây giờ các bạn nhìn nè, đó thì nó chạy cái này nó phải nó sẽ đứng một chỗ đây đó, các bạn xem nó đứng một chỗ. Ok, bây giờ mình muốn nó chạy tới đây đúng không, thì bây giờ mình sẽ tới đây, mình khai một điểm xong mình cầm cái này mình kéo tới đây. Rồi thử nha, đó có nghĩa là nó sẽ chạy tới, còn mình muốn nhanh hơn thì mình sẽ tăng độ speed cho nó. Bây giờ mình sẽ tăng cái bạn cái speed nha, như đây. Xong mình chọn cái speed cho nó đâu ta? Đâu rồi? Đây là cắt nè, thấy không? Bit nè, cắt nè đó.
và các bạn sẽ coi từng cái này speed ở đây. Đó, bây giờ mình sẽ tăng đó, mình kéo lên nhanh là cái chậm thôi, này thấy chạy chậm nè. Đó, thấy không? Còn mình kéo này ra đây. Tùy là mình sẽ pin cái điểm như thế nào thôi. Đó, chạy chậm thấy không? Còn chạy nhanh á, bây giờ mình sẽ bấm vô đây. Cái chậm về. Ok chưa? Đó, sau đó mình nhân nó ra nhiều cái nha. Ví dụ mình nhân nó ra nhiều cái mình kéo dài ra. Đó, đợi mình xíu. Switch SVK cộng đây. Ok. Đâu quên rồi ta, lâu rồi mình không làm cái nào mình quên mất tiêu. Cái này đó, giờ chạy nè. Ê, đó mình mới xóa ngay đi. Thấy không? Đó, xóa đi xong bây giờ mình khai điểm nè. Chạy nè. Rồi, thử nha. Đó, nó sẽ chạy như vậy, chạy rất là lãi. Thì mình kéo đi. Mình kéo này về nè. Đó, cả rất là nhanh. Đó, có nghĩa là hành động đang bỏ chạy đúng không? Rồi bây giờ mình lập cho hành động gặp cái con khủng long nó bỏ chạy đúng không? Thì giờ mình sẽ kiếm cái con khủng long bỏ vô. Bây giờ đây có con khủng long đúng không? Thì bây giờ mình sẽ để con khủng long này với ban đầu đi. Giờ mình sẽ chọn một cái con raptor nha. Có đây nè. Đó, con khủng long đây. Ở đây. Đây là con khủng long đó, thấy không? Ok, mình sẽ xoay lại. Rồi, ok chưa? Rồi cái điểm ban đầu của nó mình sẽ để nó sau lưng con này đi. Rồi, ok chưa? Xong rồi sau khi con này, tại sao con này nó chạy, con này nó lúc ban đầu nó sẽ quay cái lên đây đi. Rồi đó, đây đó mình sẽ coi điểm từng cái của cái monitor laser nè. Đó, ví dụ như đây cái đầu đúng không, cái điểm này mình sẽ quay cái đầu qua đó, quay lên qua nhìn thấy con khủng long nó sợ nó chạy nha. Đó, tại sao nó chạy, bởi vì nó thấy con khủng long nó sợ nó mới chạy đó các bạn. Rồi thì sau khi mình ấy con khủng long rồi thì mình mở anh tiếp, mình sẽ gỡ mày lại để mình dễ thấy hơn, tại như này rất là nhiều cái đồ đúng không. Thì mình sẽ chọn cái con khủng long là mình dưới đây là khủng long nè. Đó, ok chưa? Thì mình sẽ thấy con này chạy tới đây, tới đây đi, tới đây. Rồi đây thì mình khai cái điểm ở đây cho khủng long đứng im đúng không, đứng im. Xong bây giờ tới cái phần mà mình kiếm cái monitor nha, là cái hành động á nha. Raptor đây nó có rất là nhiều cái hành động mình có thể attack, có nghĩa là chạy run quân nha. Thì mình thử mình test thử một cái nữa nha. Đó, ví dụ min là bơi quân quân nha, mình chơi vô con khủng long. Đó, nhìn ví dụ nha. Ok giờ thì bây giờ mình lên đây. Lên đây, thử nha, sẽ cho điểm này kéo lên đây. Đó, thử nha lại nha. Tại sao mình lại như vậy? Có nghĩa là con khủng long nó đang dí. Để mình chọn xe buýt nha. Rồi đây ra. Rồi. Đó. Đúng không? Xong mình cắm cộng lên nhân ra. Rồi, thử lại nha. Đó, có nghĩa là mình nói chung là mình sẽ khai sao cho nó hay nha, chứ không phải như này là mình làm test cho bạn xem thôi. Nó còn phải đi camera nữa nha, camera in qua camera ngoài vậy đó. Đó. Có nghĩa là bây giờ lúc mà mình quay camera làm sao đúng không? Đó, ví dụ như vậy đi. Đó. Là giờ. Đó, thì lúc mà con này nó nhìn thấy con khủng long nó sợ quá nó chạy. Đúng không? Lại nha. Đó thì mình phải làm sao cho nó hay nhất có thể để một bộ phim hình ra trên cái kính của mình. Ok các bạn nha. Ok. Rồi mình sẽ kết thúc lúc tại đây nha.